nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, thật đau lòng khi mới đây, cha Nguyễn Ngọc Nam Phong có chia sẻ thông tin về một giáo dân Việt Nam tốt lành vừa bị bắt. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho anh luôn được bình an. Cụ thể, cha Nguyễn Ngọc Nam Phong có chia sẻ, anh Phêrô Bùi Tuấn Lâm, Peter Lâm Bùi, một giáo dân tốt lành vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam chiều nay, theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Xin Chúa nâng đỡ và gìn giữ anh bình an. Anh Bùi Tuấn Lâm bị bắt. Chiều nay mùng 7 tháng 9 năm 2022, anh Bùi Tuấn Lâm vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam chiều nay, theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Anh Bùi Tuấn Lâm, sinh năm 1984, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là người mạnh đức tin công giáo, anh Bùi Tuấn Lâm luôn cố gắng lên tiếng bảo vệ sự thật, tự do như một người công chính. Là chủ quán bún bò Huế Ba Cô Gái, mỗi ngày anh đều tặng những người nghèo, người già những phần ăn miễn phí để chia sẻ với họ phần nào những khó khăn trong cuộc sống. Dù không giàu có, nhưng gia đình anh Lâm vui vì được đóng góp và chia sẻ khó khăn với mọi người. Vợ anh, chị Thanh Lâm và ba cô con gái nhỏ đều tự hào và vui với những gì mà gia đình mình sống và cho đi như vậy. Họ giàu có theo một cách khác. Giống như tên vị thánh bổn mạng của mình là Peter, Peter Lâm Bùi rất nhiệt tình, mạnh mẽ, bộc trực và đôi lúc khá nóng nảy, bốc đồng. Peter Lâm Bùi từng tham gia hoạt động sôi nổi trong các nhóm hội như Voice, Con Đường Việt Nam, No Use SC. Lâm tham gia các cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, chống Tập Cận Bình, phản đối luật đặc khu 99 năm, phản đối Formosa đòi hỏi một môi trường biển sạch, tích cực tham dự những phiên tòa xử người bất đồng chính kiến. Sau khi lập gia đình, nhắm không thể trụ lại ở Sài Gòn, Lâm Bùi đành đưa vợ về quê nhà là Đà Nẵng để tìm kế sinh nhai. Từ lúc có ba cô con gái xinh xắn, Lâm Bùi đã không còn tham gia phong trào đấu tranh như trước, chỉ lo kiếm tiền nuôi con bằng những công việc trang trí thiết kế tự do và bán quán bún bò ba cô gái. Những lúc rảnh rỗi thì Lâm Bùi mới lên Facebook bình luận hài hước một số sự kiện thời sự, châm biếm những bất cập của cuộc sống. Cộng đồng mạng biết đến Lâm Bùi rầm rộ nhất là qua sự kiện nhái thánh rắc muối Salt Bee. Lâm Bùi tự xưng mình là thánh rắc hành và bắt chước động tác của Salt Bee rắc hành vào tô bún bò để phục vụ khách. Vì lý do này mà Lâm Bùi bị Công an thành phố Đà Nẵng triệu tập làm việc tới lui vài lần. Quán bún bò ba cô gái của Lâm Bùi vẫn thường xuyên bị canh me và gây khó dễ. Cách đây vài tháng, trong lúc anh em hỏi thăm nhau, tôi có chân thành khuyên Lâm Bùi nên tìm cách xin đi tị nạn để lo cho tương lai của ba đứa con. Lâm chỉ im lặng không nói gì. Giờ đây, Lâm bị bắt và truy tố theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, tức Điều 88 trước đây. Ngẫm mà thương cho ba cô con gái của Lâm, mới vừa tựu trường ngày hôm qua, giờ đã vắng bóng cha đưa đón mỗi ngày. Mến chúc Lâm chân cứng đá mềm. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.